thuyết trăm mối tơ lòng tác giả Quỳnh Giao người dịch Nguyễn Thị Ngọc Hoa tập 9 cô nhìn anh lúc này cô thấy rất xúc động muốn ôm người con trai này vào lòng muốn ôm chặt mái đầu bùa xù tóc muốn hôn đôi môi u buồn muốn đem những phiền não và đau khổ chia sẻ cùng với anh cùng thông cảm với nhau nhưng cô không dám làm gì cả từ sau nụ hôn đêm mưa đó cô và anh luôn giữ một khoảng cách nhất định cô không có cách nào thu hẹp khoảng cách này cô chỉ có thể đứng đó nhìn anh một cách lặng lẽ đau khổ và thấu hiểu em hiểu phải không em có thể hiểu đúng không cha anh thì quá mạnh mẽ so với ông anh quá nhỏ bé quá yếu ớt như em nói anh chỉ là anh chàng công tử bột mà thôi anh nói khẽ thở dài không cô ngồi xuống đối diện với anh nhìn thẳng vào anh ánh mắt cô nồng cháy và thẳng thắn không nhược trần anh không nhỏ bé không yếu đuối với cha anh. Anh sẽ mãi mãi là một người mạnh mẽ. Thật sao? Anh nghi ngờ. Cô dội dàng nói. Đúng, chính anh. Đừng để sự tự tin làm hại anh. Anh đừng quá đánh giá thấp mình. Đúng, em thừa nhận cha anh là người mạnh mẽ, nhưng anh không thua kém cha. Anh có tài năng, anh còn có lòng nhiệt tình và khí phách. Em nói cho anh biết, nhược trần, cha anh sắp chết chúng ta đều đau lòng nhưng người chết không thể sống lại được cô nhìn xoáy vào anh với vẻ cuồng nhiệt mà bản thân cô cũng không thể hiểu còn người đang sống lại phải tiếp tục sống nhược trần anh đừng sợ anh phải dũng cảm anh phải đứng dậy phải vững vàng hơn bất cứ người nào bởi vì anh còn hai người anh trai đang tìm cách đẩy anh gục ngã nhược trần thật sự phải đối diện với hiện thực anh không được sợ hãi Cảnh Nhật Trần nhìn cô không chớp mắt. Đây là em sao, Vũ Di? Là em nói với anh như vậy, phải không? Anh như không tin. Đúng là em. Cô không thể kiềm chế nỗi xúc động. Để em nói cho anh biết, Nhật Trần. Lúc cha em mất, em mới 15 tuổi, còn hai đứa em thơ dại. Em cũng dường như ngất đi. Còn anh, anh còn mạnh mẽ hơn em lúc đó nhiều. Có phải vậy không? anh là một người đàn ông một trang nam nhi có sự nghiệp trước mắt đang chờ anh anh rắn rỏi hơn em phải vậy không không anh khẽ nói bối rối nhìn cô không kìm lòng giơ tay vuốt mái tóc dài trước ngực của cô em mạnh mẽ hơn anh vũ di em không biết em mới tuyệt vời làm sao em kiên cường làm sao em mới khiến người ta khâm phục làm sao anh đột nhiên bật dậy cứ như là có một con rắn độc cắn anh anh phải ra đi tránh xa em nếu không anh sẽ làm những chuyện vượt quá giới hạn rồi lại làm em tức giận hẹn gặp lại ngày mai vũ di anh vội vàng chạy về phía con đường nhỏ dường như muốn chạy thoát khỏi cái gì đó đang túm chặt lấy anh anh vội vàng đến nỗi tí chút nữa đâm vào một cây to Giá mặt anh u ám thậm thê chỉ một lúc là bóng anh mất hút vào màn đêm sâu thẳm. Giang dụ Di ngay người đứng đó, trong lòng trào dâng nổi chua xót và thất vọng. Cô thực sự muốn kêu lên: đừng xa em, đừng tránh xa em, đừng có để bụng chuyện đêm mưa. Em ở đây đợi anh, khát khao anh. Anh làm sao phải né tránh? Đến đây hãy vượt quá giới hạn, hạn với em một chút, chút. em, em không, không để bụng đâu em, em cũng, cũng không kiêu ngạo nữa. nữa nhưng cô làm sao có thể nói ra những lời này được làm sao có thể được một người con gái vừa rơi vào lưới tình làm sao có thể phơi bày tình cảm của mình với người con trai một cách không hổ thẹn có thể anh ấy không thực sự yêu cô có thể anh đã bị cô mê hoặc có thể người mà anh muốn chạy trốn không phải là cô mà là lương tâm lương tâm của chính anh anh không muốn lừa gạt một người con gái tốt đúng rồi đây chính là nguyên nhân đó anh không hề yêu cô mà chỉ bởi vì trong phong vũ viên này ngoài cô ra không hề có người con gái thứ hai lôi cuốn anh mà thôi cô ngồi phịch xuống tay chống cằm ngay người trầm tư may mà mọi phiền muộn đều sắp qua đi may mà sau khi ông chết cô sẽ mãi mãi rời xa phong vũ viên và cũng rời xa mọi chuyện ở nơi đây đặc biệt là rời xa cảnh nhược trần cứ ám ảnh cô một cảnh nhược trần cứ không chịu buông tha cô trong mấy tháng đúng, đúng rời xa rời trời. xa cô nghĩ và cảm thấy má ương ước giơ tay lên sờ trời ơi làm sao cô có thể khóc được có phải vì mối tình chưa thành hay không có phải vì anh chàng cảnh nhược trần như gần gũi như xa cách hay không thật không biết xấu hổ dù gì đêm đầu hè có một vẻ u tịnh và thần bí đến kỳ lạ cô khẽ than dài đứng dậy vuốt tóc và từ từ đi vào trong phòng khách đèn vẫn sáng có phải cảnh nhược trần cố ý để đèn cho cô không? Cô tắt đèn lên lầu. Những ngọn đèn trong hành lang vẫn bật sáng. Cũng là anh ấy để đèn cho cô sao? Cô nhìn vào gian phòng của cảnh nhược trần. Khe cửa không còn ánh đèn nữa. Ngủ rồi sao? Cảnh nhược trần. Chúc anh có những giấc mơ đẹp. Cô mở cửa phòng và bước vào trong. Căn phòng thật tĩnh mịch. Cô đến trước bàn và đập ngay vào mắt cô là lọ hoa sứ trắng cao, cổ nhỏ, Chiếc bình hoa này là một trong những đồ trưng bày tại thư phòng. Nghe nói đây là đồ mỹ nghệ quý hiếm. Trên bình hoa bằng sứ trắng có những hoa văn diền vàng. Lúc này, bình hoa để ngay trên bàn trước mặt cô, bên trong cắm một bông hồng đỏ với giả phóng khoáng và kiêu ngạo. Trời ơi, đây là cái gì vậy? Ai làm đây? Cô tiến tới nhấc chiếc lọ. Mùi hương thơm phả vào mũi, những giọt sương trên cánh hoa vẫn còn động lại. Chắc chắn vừa mới hái ở giường Cô đưa hoa hồng lên mũi, khẽ ngửi. Lúc này mới phát hiện mảnh giấy đặt dưới lọ hoa. Cô cầm mảnh giấy lên, nhận ngay ra nét bút của anh chàng lãng tử, cảnh nhược trần. Đó là một bài từ. Mặt hồ gió mát mơn mang, đầu cành mưa khoác áo choàng đỏ. Chập chờn bướm lượn qua khoe sắc, giấc mộng xuân về, hỡi ơi còn mấy. Nỗi nhớ nhung này biết gửi chốn mộng mơ. Cô thở dài, đọc đến bốn năm lượt bài từ sau đó áp nó vào ngực thật đáng ghét các anh chàng cảnh nhược trần anh ta rốt cuộc có ý gì đây và tối hôm đó trong giấc ngủ cô nằm mơ thấy cảnh nhược trần bốn mắt nhìn nhau nước mắt trào ra cổ họng ngạn ngào anh ôm lấy cô kéo đầu cô vào lòng thì thầm bên tai cô gặp nhau, nhau, nhau nhớ nhung không trao, trao gửi đành đà lòng, lòng gửi trọn giấc mơ, mơ. ngày hôm sau cảnh nhược trần đi từ sớm để cho cô trông ngóng cả ngày đến chiều anh quay về lập tức bàn bạc công việc của nhà máy anh dường như phát hiện tài khoản của nhà máy đã có vấn đề gì đó hai cha con thảo luận bằng những thuật ngữ thương nghiệp dù gì không hề hứng thú về chuyện làm ăn nhưng cảnh nhược trần dường như cũng không có hứng thú gì với cô bởi vì cả tối anh chưa thèm nhìn cô lấy một lần anh không nói chuyện với cô cũng không nhắc tới chuyện qua và thơ tối hôm qua anh dường như đã quên sạch mọi chuyện điều này tổn thương đến cô khiến cô đau đớn và cô chìm vào trong im lặng suốt cả tối cô chẳng nói gì ông đi ngủ rồi cô vào thư phòng dừng lại rất lâu bởi vì cô biết cảnh nhược trần tối nào cũng phải ngồi ở đây một lúc trong ý thức của cô có phải cô muốn chờ đợi cảnh nhược trần hay không bản thân cô cũng không biết nhưng cho dù thế nào cảnh nhược trần cũng đã không đến Đêm đã khuya, cô cầm quyển xong châu ký, bước ra khỏi thư phòng. Cô không nén nổi nhìn về phía phòng anh. Phòng đã đóng cửa, đèn cũng tắt. Cô lại thở dài và đi về phòng mình. Đập ngay vào mắt cô là một bông hoa hồng đỏ tươi. Cô chạy tới, nhấc bông hồng lên. Cũng như lần trước, phía dưới có một mảnh giấy. Vẫn biết tương tư phải ngậm ngùi, nỗi khổ nhớ nhung nào ai chia sẻ. Có tình như vô tình kia vậy. Gió lạnh xa lòng, tìm đến cửa son. Hỏi chàng nào hiểu tình em hỡi, chỉ sợ mộng hồn tìm đến chốn kia. Không lời nào tỏ lòng chung thủy, chỉ xin mộng đẹp gửi tình em. Cô nắm chặt lấy mảnh giấy, nằm ngửa trên giường. Từ nơi cô nằm có thể nhìn thấy một góc trời bên ngoài cửa. Có ngôi sao treo lơ lửng, đang lấp lánh như cô. Cô nghe thấy tiếng tim đập rất nặng nề, theo nhịp trong lòng ngực. Cô nhắm mắt lại, toàn thân nóng bỏng Cô lại mở mắt ra, ngồi sau đó giận lấp lánh với cô. Có ánh sáng, có ấm, có đau buồn, có đau đớn, có sung sướng, có chờ đợi, có lo lắng. Đây là triệu chứng gì? Trời ơi, đây là triệu chứng gì? 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 Cô giật nảy mình, bắt nhìn chiếc điện thoại đầu giường. Trong phòng vũ viên, phòng nào cũng có điện thoại, hơn nữa còn có thể gọi trực tiếp sang các phòng khác như trong khách sạn. Cô chầm chầm nhìn vào máy sau đó nhấc ống nghe lên và bấm số phòng bên. cánh Nhược Trần dường như ngay lập tức nhấc ống nghe. Hello. Dòng anh trầm gian lên bên đầu dây bên kia. Hello. Cô khẽ đáp lại, có họng tắt nghẹn Em vừa nhìn thấy mảnh giấy của anh. Anh thở gấp, khàn giọng, dội dàng nói. Đừng có nói rằng anh là kẻ ngốc. Đừng có nói anh đang làm những chuyện ngốc nghếch. Cũng đừng có nói với anh những điều em nghĩ trong lòng và cả anh chàng x quang kia nữa đừng nói gì cả vũ di giọng anh càng nhẹ càng dịu dàng với vẻ xúc động không kìm lại được và vẻ đáng thương đừng có nói bất cứ điều gì với anh vũ di khẽ trả lời giọng run run không không em em không muốn nói gì với anh em chỉ muốn mời anh ra khỏi phòng ra ngoài hành lang một lúc em có chuyện muốn nói trực tiếp với anh anh im lặng một lúc cô hỏi sao vậy không chịu à không không anh chẳng qua không biết em muốn làm gì hay là anh có điều gì mạo phạm em không ai chà anh chưa bao giờ sợ ai như sợ em được rồi cho dù là em muốn làm gì anh anh sẽ ra ngoài cửa em có thể dứt bông hồng đó vào mặt anh nói xong anh lập tức gác máy Du Di hít một hơi thật sâu, cô từ từ đứng dậy khỏi giường, vuốt thẳng sống áo, vuốt lại mái tóc rối. Cô bước ra khỏi phòng như người mộng du. Cô mở cửa, cảnh Nhật Trần đang đứng thẳng người ở đó, mắt nhìn cô không chớp. Nhìn anh như là kẻ phạm tội đang chờ phán xét tội trạng trong rất nghiêm túc, gian sinh, lo lắng. Cô bước tới, tim đập rộn, thở hỗn hển, mặt đỏ bừng. Đứng trước mặt anh, cô ngước mắt lên nhìn, lúc này mới thấy anh ấy cao quá cô nói khẽ nói bằng giọng của anh nếu như nếu như em nói với anh em sống đến tuổi hai ba rồi mà không biết nụ hôn thật sự như thế nào anh có cười em không anh nhìn xoáy vào cô hơi thở càng gấp gáp lẩm bẩm em em là có ý gì cô nhắm mắt lại Hãy dạy em đi Cô nói Mãi một lúc lâu không hề có động tĩnh gì Cũng không có gì chạm vào môi cô Cô quảng hốt mở to mắt Cô bắt gặp ánh mắt anh Nó rất thâm trầm Nghiêm túc, khẩn thiết, xúc động Đó là một khuôn mặt xanh sao Cô do dự, sợ hãi Khẽ lùi lại phía sau Khẽ nói Có thể anh không hề muốn dạy em anh nắm chặt lấy cổ tay cô và phút chốc cô bị kéo vào lòng anh. Môi anh khẽ chạm vào môi cô rất nhẹ nhàng. Cứ như thể anh sẽ làm tổn thương cô. Sau đó anh ôm chặt lấy cô. Môi anh mạnh mẽ hơn. Cô hỗn hển tim đập thình thịch. Cô ép sát người vào anh. Hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy anh. Cô không còn suy nghĩ gì được nữa. Không còn ý thức gì được nữa. Chỉ cảm thấy hai trái tim cùng đập. Môi kề môi. Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn cô. Cô mở mắt, nhìn khuôn mặt này với vẻ không tin. Chính là người này sao? Mấy tháng trước, chỉ vì gì gì một nụ hôn mà bị cô tác cho một cái. Chính là người này sao? Người bị gọi là lãng tử, là con người hư hỏng hay sao? Chính là người này hay sao? Là con người đã làm cho tâm trí cô rối bời, hoảng loạn hay sao? Chính là người này hay sao? Sau này anh sẽ đóng vai gì trong cuộc đời cô đây?" Anh khẽ gọi, "Vũ Di." Cô không muốn nói, vẫn lặng lẽ nhìn anh. Anh lại gọi, "Vũ Di. Vũ Di." Cô vẫn im lặng. Anh lấy tay bịt mắt cô, "Đừng nhìn anh như vậy." Anh ngẹn ngào nói, "Đừng nhìn anh như vậy. Em như đã nhìn thấu anh, khiến anh không biết phải làm thế nào." anh muốn lẩn trốn sao cô hỏi nhỏ kéo tay anh ra khỏi mắt mình anh muốn không anh hỏi lại ngay trước mặt anh à không không bao giờ vậy thì anh sợ gì sợ sợ em quá tốt còn anh quá tội anh nói khẽ cô vẫn cứ nhìn anh anh tội ư tội như thế nào cô nhìn anh thăm dò anh không trong sạch như em đâu. Anh đã từng sống chung với một người con gái phong trần. Anh đã từng chơi bời, trụy lạc. Anh rượu chè, đánh bạc. Dường như anh đã sống rất tồi tệ. Cô hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng vào anh. Nói hết chưa? Hết. Hết. Anh nhìn cô như gian sinh. Vậy thì... Giọng cô nói nhỏ như thì thầm. Vậy thì anh có bằng lòng dạy em hôn một lần nữa không anh nhắm mắt lại ôm chặt lấy cô một lần nữa đôi môi anh lại tìm đến môi cô đồng thời một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống má cô anh hôn xong run run ôm lấy cô thì thầm bên tai từ nay em sẽ là thần hộ mệnh của anh anh sẽ không để cho bất kỳ sức mạnh nào cướp em đi trong tay anh chương 15 Ngày hôm sau đối với Vũ Di là một ngày mới mẻ, cuộc sống cũng mới mẻ. Đến tâm hồn, suy nghĩ và tình cảm, tất cả đều mới mẻ. Sáng sớm lúc tiêm cho ông già, cô không ngừng nở nụ cười như mơ trên khuôn mặt. Lúc xuống lầu, cô cũng khẽ nhảy, hơn nữa là còn hát. Lúc nhược trần xuất hiện trước mặt cô, thì cô lúng túng đỏ mặt, ánh mắt cứ dán chặt vào mặt anh. Còn cảnh nhật trần, đôi mắt sáng long lanh, mặt anh cũng tỏa sáng, dòng anh trang chứa tình cảm của cả đời. Chào em, Vũ Di, tối qua ngủ ngon không? Ông già ở bên cạnh, Vũ Di không tiện nói gì, mà chỉ mỉm cười với anh, nụ cười mơ mộng huyền ảo. Cô nói khẽ, không, em dường như không ngủ. Anh khẽ nói, anh cũng vậy ông già khẽ ho lên một tiếng mắt nhìn nhật trần rồi lại nhìn vũ di ông nghi ngờ hai đứa có bí mật hay sao hôm nay tâm trạng của ông không tốt vì từ sáng ông đã bị nỗi đau đớn về thể xác dày dò vũ di vội vàng che giấu ồ ồ không có gì không có gì khuôn mặt cô ẩn đỏ trong đáng yêu đôi mắt cô long lanh ông già nhìn cô sắc sảo. Tình yêu rõ ràng hiện lên trên khuôn mặt cô rồi. Cha, hôm nay cha thấy thế nào? Không thoải mái sao? Cảnh Nhược Trần hơi thấy sắc mặt cha không tốt. Cứ yên tâm, ta còn chưa chết được đâu. Ông nói, thớ thịt trên mặt ông nhăn nhúm lại vì đau đớn. Cô đi nhanh lại, bắt mạch cho ông. Cháu lên gác lấy thuốc. Nếu bác uống thuốc rồi mà vẫn còn đau, bác nhất định phải nói với cháu. Cháu sẽ gọi điện cho bác sĩ Hoàng. Ông già tức giận. Ta không cần thuốc giảm đau, ai bảo cháu là ta đau đớn. Cho dù bác có cần không thì bác cũng không thể không uống. Cô nói rồi, chạy lên lầu. Ông lầu bào chữ rủa quay đầu nhìn cảnh nhược trần. Ta nói cô ta đúng là bạo chúa, còn có thấy ai hoành hành như cô ấy chưa? Ta nói cho con biết, anh chàng x kia sẽ phải chịu khổ cho mà xem. Cảnh nhược trần sững người, x -quang. đúng rồi ôi trời ơi cô ấy vẫn còn có anh chàng x quang kia nhưng anh chàng x quang đó đến hôn cũng không biết sao anh hất đầu cố đẩy cái bóng đen đó ra khỏi đầu chỉ e rằng anh chàng x quang còn chưa đủ tư cách để chịu khổ cơ ai có tư cách con sao ông già hỏi sắc sảo cánh nhược trần còn chưa kịp đáp thì vũ di đã chạy xuống mang theo nước và thuốc cô ép ông và nhún vai tỏ ra lo lắng Cháu nghĩ tốt hơn nên gọi điện mời bác sĩ Hoàng đến. Ông nóng nảy. Cháu bớt phiền phức đi. Chuyện của ta ta tự biết. Bác sĩ có chữa khỏi bệnh thì cũng không cứu nổi mạng sống. Cứ nặng nặc đòi tìm bác sĩ cũng không có tác dụng gì. Huống hồ, đã đến lúc chết đầu cờ chứ. Được rồi, đừng lằn nhằn nữa, ăn sáng đi. Mọi người cùng vào bàn ăn sáng. Ông ăn rất ít, nhưng tinh thần cũng không đến nỗi tồi tệ cô cũng yên tâm nhật trần cứ nhìn xoáy vào vũ di hôm nay cô mặc bộ đồ tây cọc tay màu vàng nhạt cổ có mũ đằng sau đó cũng là thiết kế mới của cảnh nhật trần cô mặc trông có da thanh thoát nhẹ nhàng hơn nữa đây đã là đầu hạ cô mới thay quần áo mùa hè khiến anh có cảm giác gia nhân mặc áo lụa mảnh mai anh cứ nhìn cô chăm chăm khiến cô không thể không mỉm cười mặt ửng đỏ cô nói anh làm sao thế ngốc rồi à cánh nhược trần tỉnh ngộ dội vàng cúi đầu ăn cơm lòng thầm nghĩ không phải là ngốc mà là suy rồi trời ạ à, thế gian này lại có người con gái kiểu này sao cứ như một loại cỏ cứng với cuồng phong tuy mềm mại tuy mảnh mai nhưng không gì lay chuyển được anh thực sự muốn được sống lại một lần muốn gột sạch những vết nhơ trong đời để xứng với cô Sau bữa sáng, mọi người đang nói chuyện trong phòng khách, thì Cảnh Nhược Trần lại lấy giấy bút vẽ vũ di, thiết kế một mẫu thời trang hè. Bỗng dưng chuông cổng gian lên. Mấy ngày nay, giám đốc đường và luật sư Chu Chính Mưu thường hay đến, cho nên mọi người cũng không để ý. Nhưng khi nghe thấy tiếng còi xe, thì mặt ông già tái xám. Sao thế? Chúng nó vẫn có thể dắt mặt đến đây được à? Cửa mở, người bước vào duy nhất chỉ có bộ hoa. Cánh nhược trần ngồi thẳng người, vừa nhìn thấy bộ qua thì những thớ thịt trên mặt anh cứng căng lại. Anh không bao giờ quên cuộc xung đột với bồ qua lần trước. Vũ Di ngồi ngay ngắn, nhạy cảm thấy bầu không khí căng thẳng sắp tới. Nhưng bồ qua như không phải đến gây sự. Cái mặt tròn do của anh ta đang cười cợt, vừa vào đến cửa làm mở miệng chào hỏi. Chào cha, nhược trần, chào, chào cô Giang. Sao thế nhỉ? Du Di kinh ngạc nghĩ, lẽ nào anh ta đến xin lỗi hay giảng hòa? Xem dáng vẻ của anh ta cứ như thể vụ xô xát lần trước chưa hề xảy ra. Sự chào hỏi và bộ mặt cười cợt của anh ta chẳng có tác dụng gì. Chỉ có vũ di gật đầu chào theo phép lịch sự, còn cảnh nhật trần chỉ trợn mắt hầm hầm nhìn anh ta. Cảnh khắc nghị trao mày, lạnh lùng hỏi. Mày muốn gì? Hờ <laughs> cha. Khí sắc của cha cũng không tồi, Bồ qua cười không tự nhiên, mắt đảo quanh, hàm hồ nói. Mày đến đây xem tao chết chưa, phải không? Mày làm sao biết khí sắc của tao cũng chưa đến nỗi tội. Mày còn chưa thèm nhìn mặt tao cơ mà. Ồ, cha, đừng có nói nóng như thế. Người kiên cường như cha, chút bệnh tật không thể quật ngã cha được. Bồ qua cười, ngồi xuống sofa. Ồ, thật sao? Ông già trợn mắt, sắc mặt càng lạnh lùng, được rồi, trò đùa của mày đủ rồi. Mày đến đây với mục đích gì? Nói thẳng ra xem nào. Mắt bầu qua lướt nhìn Vũ Di và Nhược Trần lúng túng. Là, là thế này ạ. À. Con, con có chút việc muốn nói với cha. Anh ta lại nhìn Vũ Di một cái. Có gì thì nói ngay đi. Ông không chịu đựng được nữa, mày nhíu lại. Còn ngại ai nghe thấy sao? Vũ Di và Nhược Trần đều không phải là người ngoài. Mày mau mau nói ra, nếu không ta lên lầu đi nghỉ đây. Được, được, con nói, con nói. Chỉ là, chỉ là một chút việc. Bồ qua vừa cười nhưng rất gượng gạo, miễn cưỡng nói. Ông quá to. Rốt cuộc mày nói hay không? Thật không biết ta làm sao lại đẻ ra đứa con lèm bèm lắm mồm như thế này. Mặt bầu hoa xanh xám, nhưng anh ta trở lại bình thường rất mau, lại cười tươi. Được rồi, con nói thẳng ra nha. Là thế này, cái nhà máy nhựa của con điều hành rất tốt. Gần đây con muốn mở rộng nghiệp vụ, đã mua một nhà máy nhỏ. Ông ngắt lời. Mày không cần phải nói với tao nhiều thế. Mày đến dòi tiền phải không? Mặt bầu hoa lại tái xám, nhưng nụ cười dễ dàng hiện lên trên mặt anh ta. Con chỉ muốn dây ít tiền mặt của cha. Chỉ ba trăm nghìn mà thôi. Hai tháng là con trả lại cho cha ngay. Ông già nhìn chăm chập cho bồ qua. Nếu như không phải vì ba trăm nghìn này, thì mày sẽ không đến vũ viên này đâu. Đúng không? Bồ qua cười càng gượng. Ôi cha, việc gì phải nói lạnh nhạt thế cha? Con cũng nên đến. Cha con vẫn là cha con. Con sẽ không bao giờ giận cha đâu. Lẽ nào chỉ vì một chuyện nhỏ mà con bỏ nhà bốn năm không thèm quay về? Cánh Nhược Trần bật dậy. Tôi thấy lần trước anh còn chưa no đòn. Anh muốn đến đây nếm thêm nữa à? Anh tức giận. Bồ Hoa nói. Ai chà, thôi đi Nhược Trần. Tôi không biết đã đụng phải cái nhọt của cậu. Hôm nay tôi đến đây không phải là cãi nhau với cậu đâu. Nhược Trần hỏi dồn. Anh đến đòi tiền cha, phải vậy không? Tôi đến bàn chuyện với cha. Việc gì tới cậu cơ chứ? Bồ Hoa không kiềm nén nổi bản thân lại đối địch với Nhược Trần. Tôi lấy tiền cũng không đụng chạm gì đến cậu, hiểu cho rõ, nhược trần. Tài sản giờ còn chưa phải là của cậu mà cậu đã công đích lên rồi. Đồ khốn! Nhược trần tức đến nỗi mặt trắng bệt, toàn thân run rẩy Anh muốn xông tới chỗ bộ qua, nhưng anh bị một người chặn lại. Anh quay đầu, nhìn thấy Vũ Di đang kéo anh, lặng lẽ lắc đầu. Đôi mắt bình thản hòa khí của cô có thể làm anh bình tâm hơn. Bất cứ cái gì trên thế gian này. Anh hậm hực thở dài, ngồi xuống. Anh còn chọc tức tôi, tôi sẽ không nương tay với anh đâu. Ngoài đánh người ta ra cậu còn biết làm gì? Đánh chết tôi, cậu chẳng phải là đã bớt đi được một người chia tài sản với cậu rồi không? Đủ rồi. Ông già kêu to, tức đến nỗi mặt tái đi. Ta còn chưa chết, mày đã đến tranh tài sản rồi, trong mắt mày rốt cuộc còn có người cha như tao không? Cha, bồ hoa chợt tỉnh ngộ, lập tức quay lại nhìn ông, nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt anh ta như ma thuật. Con xin lỗi, không phải con đến để chọc tức cha, anh em cãi nhau là chuyện thường nhật. Được rồi Nhược Trần, chúng ta giảng hòa nha. <laughs> anh khiến tôi buồn nôn. Cánh Nhược Trần quay đầu sang một bên, nghiến răng. Được rồi, mục đích đến đây của mày ta rất hiểu. Bây giờ ta có thể trả lời chắc chắn với mày về chuyện ba trăm nghìn. Ta, một xu cũng không có đâu. Ông nhìn bồ qua, đơn giản nói. Cha! Bồ qua kêu lên, nụ cười đó là biến mất đi như ma thuật. Đây không phải là món tiền lớn, đối với cha chỉ như một sợi tóc mà thôi. Hơn nữa... Đừng nói nữa, ta đã nói rất rõ ràng rồi. Ta không có. Ông ngắt lời. Cha, cha làm sao lại không có, cha chỉ không bằng lòng mà thôi. Bồ qua lại kêu lên. Ông nhìn cậu con trai. Nói như thế cũng được. Được rồi, cứ coi như ta không bằng lòng. Mày hài lòng chưa? Bồ qua mặt biến sắc, anh ta bật dậy, hét to. Cha có ý gì? Cha, lẽ nào con không phải là con của cha sao? Con chẳng qua chỉ cần 300 nghìn, cha không chịu cho. Cha giữ, giữ nhiều tiền như vậy để làm gì? Số tiền này đối với cha chỉ bằng cái móng tay. Dù sao cha... Ông Hải rất sắc sảo. Dù sao ta cũng sắp chết rồi, phải vậy không? Mày không chờ được đến lúc nhận di sản hay sao, mà bây giờ đến đây để đòi trước. Ta nói cho mày biết, bồi qua, ta sẽ không cho mày tiền, một xu cũng không cho, được chứ hả? Bồi qua lại hát toán lên. Không cho con, giữ lại cho Nhược Trần hay sao? Con biết ngay mà, trong tâm trí cha chỉ có một mình Nhược Trần, nó mới chính là con của cha, chúng con đều không phải. Cha tưởng rằng con không biết chuyện của cha hay sao? Cha say mê mẹ cậu ta, một con đĩ... Đỉ... Cấm mồm! Ông già quát lên. Con không cấm mồm đấy, con cứ nói đấy. Mẹ nó là con điếm, cha tưởng rằng người này là con của cha sao? Ai có thể chứng minh được? Nó vốn là đứa con không rõ nguồn gốc, con của một con điếm. Mày, mày, mày. Ông già run rẩy chống vào ghế đứng dậy, mặt trắng bệch. Ông chỉ tay vào mặt bồ qua mà không nói được câu nào. Bồ qua như trúng phải tà ma, cứ chửi bới những câu tục tiểu hạ lưu. Chỉ đến khi nhược trần xông tới, dùng tay bóp chặt lấy cổ bồ qua, anh ta mới thôi kêu gào. Đồng thời người ông già mềm nhũng, ngã giật xuống thảm trên nền nhà. dù Di chạy tới, vừa đỡ ông già, vừa gọi nhược trần. Nhật Trần, anh buông hắn ra, mau đến xem cha anh. Nhật Trần, mau lại đây, Nhật Trần, buông hắn ra. Nhật Trần đẩy mạnh bồ qua một cái, làm anh ta ngã lăn xuống đất. Bồ qua xoa xoa cổ, hoa hắn. Nhật Trần vội vã chạy đến bên cha, Vũ Di đang chẩn mạch. Gọi điện thoại cho bác sĩ Hoàng, mau lên, em đi lấy thuốc. Cô đứng dậy, lao lên lầu. Cánh Nhật Trần lập tức chạy đến bên máy điện thoại gọi cho bác sĩ Hoàng. Vũ Di cũng lao xuống, chẩn đoán, cô kêu lên nhật trần bà bác sĩ hoàng đời ở bệnh viện không còn thời gian nữa rồi anh bảo bác triệu đánh xe đến chúng ta phải đưa ông đến bệnh viện ngay cánh nhật trần quay lại mặt anh trắng bệch dù gì em nói là dù gì em nói là mau lên nhật trần bảo bác triệu đánh xe đến để bác lý đến giúp một tay bác lý bác lý bác lý cô ca giọng gọi lập tức bác lý trai bác lý gái bác triệu thúy liên đều chạy đến Thấy tình hình này, mọi người biết ngay là có chuyện gì xảy ra. Nhược Trần hoảng loạn đứng dậy, anh quay người nhìn bồi qua. Lúc này, bồi qua dúng gió trong góc phòng. Nhược Trần tiến từng bước về phía anh ta, thì anh ta lùi lại phía sau. Mặt Nhược Trần trắng như tờ giấy, mắt mở tròn như muốn bật tung ra. Ngực anh phập phồng, mũi phì phò như con thú đang hỗn hển. Anh bỗng chồm lên, túm lấy áo bồ qua. Anh bỗng chồm lên, túm lấy áo bồ qua, nhấc bỗng anh ta lên như con diều hâu quắp gà con mơm quát lớn mày đã giết cha rồi mày đã giết cha rồi mày là đồ súc sinh mày là đồ khốn nạn vô lương tâm mày đã giết cha rồi mày đã giết cha rồi anh lắc người bầu qua như kẻ điên hét lên như điên tao cũng muốn giết mày hôm nay tao muốn giết chết mày đền mạng cho cha tao không thể không giết mày vũ di ngẩng cổ nhược Trân, đây là lúc làm thế sao anh còn đánh nhau với anh ta à nhược trần anh lý trí đi một chút bác lý bác kéo cậu ba ra đi ông lý kéo tay nhược trần cũng quát lớn cậu ba cậu đưa lão già ra xe đi chân tôi không tiện cậu ba tính mạng lão già quan trọng hơn chỉ cần một câu nói là có thể thức tỉnh nhược trần anh buông bộ qua ra chạy dội đến bên ông già bà lý đứng bên lau nước mắt Người ông thẳng đuộn, cứng đờ, mắt nhắm chặt. Nhược Trần cúi người nhấc ông lên, cảm thấy cha rất nhẹ. Nhược Trần miếm chặt môi, mặt anh càng trắng bệt. Ông Triệu đã đánh xe đến cửa, họ súng vào đờ ông. Vũ Di lên xe, căn dặn hai vợ chồng bà Lý ở lại phòng Vũ Di, rồi cùng Nhược Trần đưa ông đến bệnh viện. Ông lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Vũ Di cũng theo vào, còn Nhược Trần lại tuân thủ quy định. Chỉ có thể đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu anh chăm đứa thuốc. Từ trước đến nay anh không có thói quen hút. Chỉ những lúc tâm trạng không vui hay khi căng thẳng anh mới hút một điếu. Anh ngậm đứa thuốc, đi đi lại lại bên ngoài phòng cấp cứu, trong lòng thầm gọi. Đừng chết, cha ơi, cha không thể chết, nhất là lúc này, vào lúc này sao? Và anh nghĩ lại bao nhiêu năm nay hai cha con gia chạm, tranh chấp, thù địch. Còn giờ đây, anh muốn báo hiếu với cha, anh muốn dựng lại tình cảm cha con sâu sắc nhất cũng vừa mới hiểu được cá tính giống nhau của hai cha con cha không thể chết cha ơi cha không thể chết cha nhất định không được chết anh đến bên sông cửa cúi đầu xuống trong lòng vẫn cứ gọi không được chết không được chết không được chết dường như anh đã chờ đợi cả thế kỷ cửa phòng cấp cứu vẫn đóng các bác sĩ không ra ngoài Vũ Di cũng vậy. Nhưng Bồ trung, Bồ qua đem theo Mỹ Kỳ, Tư dân cùng lũ con đến. Bồ qua nhìn thấy Nhược Trần thì trốn vào góc rõ xa. Tư dân vừa bước vào là kêu toán. Cha đâu? Cha ở đâu? Cha! Người không thể chết được! Nhược Trần quay đầu lại, hầm hầm lườm Tư dân Sắc mặt anh vẫn tái dài, ánh mắt nghiêm nghị, khiến cho Tư dân sợ hãi, dội vàng câm miệng. Đồng thời, bồi trung cũng quát Tư dân Cô im đi, đừng có kêu gào lung tung. Bọn họ đều ngồi xuống ghế băng, ai cũng nhìn vào cửa phòng cấp cứu. Thời gian cứ từng giây, từng phút trôi qua nặng nề, thấp thởm. Bọn trẻ không chịu đựng được, Khải Khải nói. Mẹ, con muốn ăn kẹo cao su. Cho mẹ ăn một cái tát ấy, còn kẹo cao su nữa à? Tư Giang nói, và cho Khải Khải ăn một cái tát thật. <laughs> kẹo cao su, tao muốn ăn kẹo cao su. Khải khải gào lên khóc. Khóc à, khóc thì tao đập chết mày. Tư dân giáo tay thằng khải khải, tiếng đánh đập không dừng. Khải khải càng khóc to hơn, tư dân càng chửi thậm tệ hơn. Chính vào cái lúc ồn ào này thì cửa phòng cấp cứu bật mở. Mọi người đều quay về phía cửa nhìn. Khải khải quên cả khóc, nó há hốc mồm. Người bước ra khỏi phòng cấp cứu là Vũ Di nhật trần vội chạy tới đón đầu mặc dù gì xám quát mắt đầy lệ cô khẽ nói nhật trần cha anh vừa qua đời rồi ôi cha ơi trời ơi trời ơi từ giăng kêu toán lên lập tức khóc lên đau đớn bỗng chốc mỹ kỳ và lũ trẻ cũng khóc sống lên các căn phòng toàn tiếng khóc lóc bác sĩ cũng bước ra bồ trung bồ hoa lập tức tiến tới vừa lau nước mắt vừa hỏi tình hình cụ thể căn phòng đầy vẻ đau khổ cánh nhật trần không hề khóc anh không thèm nhìn mấy ông anh mà quay người từ từ đi ra khỏi phòng anh bước đi một cách nặng nề đơn độc mất hút cuối hành lang dù gì ngẩn người chốc lát cô vội đuổi theo anh nhật trần nhật trần nhật trần vẫn cứ đi qua hành lang ra khỏi cổng bệnh viện anh cúi đầu giống như một hồn ma lạc lỏng Nước mắt tràn xuống má Vũ Di, cô đuổi theo, túm lấy cánh tay anh. "Nhật Trần, Nhật Trần, anh, anh đừng như vậy. Anh cứ khóc đi. Nhật Trần, chuyện này sớm muộn gì cũng phải xảy ra, anh biết mà. Để cho anh đi, để cho anh đi." Nhật Trần thô lỗ đẩy cô ra. "Anh, anh muốn đi đâu?" Vũ Di vừa khóc vừa hỏi. "Đúng rồi, Đi đâu đây? Cha chết rồi. Phong Vũ Diên có còn là nhà của anh nữa không? Còn từ nay về sau. Đi đâu? Làm gì? Anh dừng lại. Quay đầu nhìn thấy đôi mắt Vũ Di đầy vẻ quan tâm, yêu thương sâu sắc. Đôi mắt này đã kéo anh lên khỏi giật sâu. Anh nhìn cô. Trên thế gian này, giờ đây anh chỉ còn mỗi em, Vũ Di. Vũ Di. Nước mắt lại lăn xuống má cô. Cô khẽ ôm lấy anh. Để anh quay trở lại bệnh viện ở đó còn có rất nhiều việc mà người nhà phải lo liệu cô khẽ nói không chỉ có em còn cha anh nữa anh sẽ không bao giờ mất ông anh nhìn cô thật sao cô khẳng định đúng cái chết chỉ có thể cướp người ta yêu thương nhưng không thể cướp người đó đi khỏi tim ta anh ôm chặt lấy bờ vai cô anh biết đôi da nhỏ bé này đã từng nâng đỡ rất nhiều bàn tay của người bệnh. Giờ đây, đôi da này lại trở thành trụ cột chắc chắn nhất của anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 Trăm mối tơ lòng Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau và bây giờ chào tạm biệt